Á Đông, miền đất tâm linh huyền bí khiến không ít kẻ vừa tò mò, vừa không khỏi sợ hãi. Một trong những điều làm nên đặc trưng ở khu vực này phải kể đến bùa ngải. Thuật bùa ngải phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á. Nếu người Thái nổi tiếng dùng thai nhi luyện bùa Kumanthong cầu may mắn và phát tài, người Campuchia có bùa thiên linh cái luyện từ linh hồn thiếu nữ, thì ở Việt Nam cũng có nhiều lời đồn về các thầy bùa ở miền núi có hình thức thư bùa kỳ lạ. Bùa ngải là một hoạt động tâm linh chưa được kiểm chứng theo khoa học. Hiểu nôm na, bùa là một vật để người ta truyền phép vào, còn ngải là một loại cây tâm linh được các pháp sư dùng quyền phép truyền vào quần áo, đồ ăn, tóc hoặc móng tay. Những thầy bùa ngải là người vừa có khả năng làm bùa, vừa có thể giải trừ bùa phép ếm lên người nạn nhân. Trong lịch sử dân tộc, thuật thư ếm đã làm nên những điều kỳ diệu không thể lý giải. Những tay phù thủy tài ba đã từng điều khiển gió, mưa và sấm chớp, mang lại mưa thuận gió hòa cho bậc đế vương. Những lời nguyền và phép màu của họ cũng đã giúp dân làng đánh đuổi quỷ dữ, trừ tà hóa sự sống. Đó chưa kể đến những câu chuyện về những thầy bùa ngải có khả năng tiên tri, biết đoán trước tương lai và những sự kiện lớn lao của quốc gia. Nhưng không ít loại bùa chú được thư vào người, cơ thể đang khỏe mạnh, tự dưng lăn ra bệnh mà không hề bí lý do. Trong dân gian miền Tây, các vị cao tuổi vẫn kiêng dè khi nhắc đến thuật thư ếm của người trà. Cách đây khoảng độ chục năm, những người thương nhân trà thường đi ghe thuyền khắp các vùng sông nước miền Tây để bán hàng dạo. Điểm đặc biệt là người trà bán hàng cho nợ. Dù lần đầu gặp mặt, họ cũng cho nợ luôn. Hẹn ngày trả thì đúng ngày đó họ sẽ tới lấy. Nợ rồi trả cho họ thì không sao, nhưng có người tham tính quỵt nợ là bị ếm liền. Bùa người trà không tác dụng ngay, nhưng kiểu gì một thời gian sau cũng bệnh, mà tới lúc đó thì họ đi mất rồi. Thế nên dù họ có cho nợ nhưng người ta cũng ngại mua đồ lắm. Một ông lão ở gần vùng Châu Đốc, An Giang cho biết. Ở Hậu Giang có một gia đình lỡ gây thủ chuốc oán với người trà mà nhận phải cái kết cực kỳ thảm thương. Sự việc bắt đầu từ cái chết của bà Ba Muôn, rồi sau đó là sự ra đi kỳ lạ của những người con. Tất cả đều ra đi với chung một biểu hiện bệnh, đang khỏe mạnh bình thường, bỗng dưng bụng to dần lên, được vài ba tháng thì bể bụng mà chết. Họ ra đi lần lượt, người này cách người kia vài năm. Vợ của một người xấu số trong nhà thở dài. Chồng tôi qua đời lúc mới 35 tuổi, ông ấy kêu đau ở bên sườn đi siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán là bị xơ gan. Nhưng điều trị bằng cả thuốc nam lẫn đi bệnh viện đều không khỏi. Bệnh 3 tháng thì chết. Trước lúc ấy, ông ấy còn bảo để tiền mà lo cho mấy đứa nhỏ, chứ anh không sống được đâu. Sự việc những thành viên trong gia đình Ba Muôn liên tiếp qua đời bởi căn bệnh kỳ lạ đã gây chấn động cả vùng quê nhỏ bé. Tìm hiểu rộng ra, người ta phát hiện ba của bà Ba Muôn là ông Sáu Phận cùng mấy người anh em của ông cũng đã ra đi bởi căn bệnh bụng bự. Vậy là nhà có gần 3 đời ra đi đầy đau lòng như thế. Những người hiểu chuyện bắt đầu liên kết tai ương chuyện nhà Ba Muôn với lời nguyền người trà từ nhiều năm trước. Người trà có ghé khu vực này để bán dạo. Họ xin tá túc nhà Bảy Đò, là em ông Sáu Phận. Được một thời gian, ông Bảy nổi máu ghen tuông linh tinh, đuổi mấy người này qua ở bên nhà Sáu Phận. Ở chưa được bao lâu, những người trà phát hiện mình bị mất vàng. Gia đình ông Sáu không thừa nhận, chửi rủa, đánh đập và đuổi họ đi. Không biết ai lấy và dù sau đó vàng đã được ném ra sân trả lại, nhưng trước khi bỏ đi, mấy người trà vẫn buông lời nguyền độc địa, ba đời phải chết. Ứng nghiệm với lời trù là cái kết đau lòng diễn ra với ba đời gia đình ông Sáu. Không chỉ là những lời trù ếm bâng quơ, đôi khi các thầy bùa còn ếm vào trong thức ăn, nước uống, khiến người bị ếm gặp nguy mà không hề hay biết. Người dân miền Tây có chuyện về một cuộc tỉ thí vô tiền khoáng hậu giữa một ông thầy trà với ông thầy bùa Ba Trơn người địa phương. Theo đó, Ba Trơn là một thầy bùa cũng biết chút ít về việc luyện phép. Một lần nọ, Ba Trơn mang ra một ly nước rồi lấy cây nhang họa bùa trên đó, thách ông thầy trà uống. Ngờ đâu ông này làm một hơi cạn sạch, mặt tươi tỉnh không chút hề hấn gì. Đến lượt ông thầy trà ra tay, cũng lấy một ly nước rồi lẩm nhẩm đọc bùa chú. Tức thì, nước trong ly sôi sùng sục. Ông Ba Trơn thấy vậy hoảng sợ sụp lạy xin nhận thua, không dám uống. Bởi nếu uống thì ông biết chắc chắn sẽ bị dính dao lam vào trong bụng. Một câu chuyện khác về việc ếm bùa do ghen tức. Ở Trà Vinh có bà Cốt tự cho rằng mình có căn cơ nên ông cố nội về nhập hồn hành nghề xem bói. Không biết thử hư thế nào, chỉ hay là người ta đến xem đông lắm. Việc hành nghề đang tới hồi tiến triển thì hôm nọ có một người lạ mặt từ xứ khác đến xin được thắp hương cho ông cố. Khi bà Cốt cho phép, người này lấy trong giỏ ra mấy cái bánh bao đặt lên cúng và để lại cho gia chủ dùng. Không một chút nghi ngờ, bà Cốt hạ lễ rồi lấy bánh ăn. Có tất cả 3 cái, bà ăn 1 cái. Lúc đó có mấy đứa cháu ở nhà thấy bánh cũng đòi ăn, nhưng mẹ tụi nhỏ không chịu. Lúc này, bà mới lấy mấy cái bánh còn lại sẽ vứt ra sân cho mấy con chó nhà hàng xóm ăn. Ngay buổi chiều hôm ấy,
bà Cốt bắt đầu thấy bụng dạ mình bất thường, càng uống nước lại càng khát, bụng thì ngày một to ra. Còn sáng hôm sau, đàn chó gồm chó mẹ và chó con ăn phải bánh bao của bà đều lăn ra chết sạch. Kể từ ngày ấy, bà Cốt không ăn uống được gì, toàn thân gầy gò như cành củi khô, nhưng bụng thì vẫn to lên vượt mặt. Chưa kể, lúc nào bà cũng có cảm giác dâm gian, như có ngàn con kiến bò quanh vậy. Bất thường về thân thể khiến bà Cốt thay đổi tâm tính, phát điên phát rồ. Từ một người phụ nữ hiền lành hòa đồng với bà con lối xóm, thương chồng thương con, bà Cốt giờ luôn miệng chửi nhau với mọi người trong xóm, thậm chí còn vác dao chém chồng cả chục lần, may mà ông chạy kịp. Đến lúc này, chồng bà Cốt sợ quá đưa bà đi thầy cứu chữa. Người này vốn cao tay, cho bà Cốt uống một thứ thuốc bí truyền, rồi lấy hột gà lăn khắp mình mẩy. Khi đó, người đàn bà này làm dữ lắm, phải có người giữ. Cột chân tay cố định vào giường. Sau khi làm phép xong, bà Cốt nôn thốc nôn tháo, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng kinh khủng hơn cả, mỗi lần bà nôn ọe là trong mồm lại bật ra một cái đinh. Nếu là đinh nhỏ thì ra liền lúc 2-3 cái, ngoài ra còn có dao lam. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy ai nấy đều xanh mặt. Thầy bùa còn lấy trong người bà Cốt ra rất nhiều kim khâu, cứ ngứa gãi là một cái kim may lại lòi ra. Cái thì lòi trên vai, cái thì ở bắp đùi, trong ngực, toàn thân chỗ nào cũng có kim. Nói chung, phép thuật thư ếm có muôn hình vạn trạng. Các thầy bùa kể lại rằng ếm có nhiều loại. Loại thì dùng bùa vẽ trên vải vàng, chữ đỏ rồi thư vào bụng, khiến người bị ếm mệt mỏi, đau đớn, gia đình rối loạn, tán gia bại sản. Loại thì thư bằng đinh sắt, tóc rối. Còn có những ca dùng bọ xít, bọ hung thử vào người, lúc lấy ra khỏi thân thể thì vẫn còn bò ngo ngoe. Ác độc nhất là dùng kim thư vào người. Mũi kim nhỏ này đi theo đường máu chạy trong cơ thể nên lấy ra vất vả, siêu âm cũng không thể nào phát hiện. Nhiều câu chuyện bộ phim chỉ ra sự đáng sợ của thuật bùa chú, nhưng nguồn gốc của bùa lại xuất phát từ ý nguyện tốt đẹp. Bùa chú chỉ truyền cho những người có đức, và sau khi được truyền, người đó phải làm lễ tuyên thệ với tôn sư, thần thánh, một thầy bùa nhiều đời làm nghề cho hay. Ngoài ra, người đệ tử còn phải thề nguyền giữ đúng những giới răn rất nghiêm ngặt. Ngũ giới đó là không can thiệp vào chính trị gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, không phản thầy, phản đồng đệ sư môn, không được dùng bùa để ếm hại, phá hoại hạnh phúc của người khác, không được lợi dụng bùa chú để lừa gạt, ăn tiền người khác. Vì lẽ nhân xấu sẽ sinh quả xấu. Bởi thế các vị đạo sư, pháp sư đúng đắn, hiểu rõ đạo lý nhân quả thì không bao giờ dám dùng bùa chú để hại người. Việc sử dụng bùa chú để ám hại người khác là vô cùng thất đức. Những người thầy nào tâm bất chính sử dụng bùa phép để ám hại người khác thì trong tương lai không xa, nhất định sẽ gánh chịu những hậu quả vì điều mình gây ra. Người thầy này chia sẻ. Dù là thật hay chỉ là lời đồn đoán, câu chuyện về các thầy bùa ngải và thuật thư ếm luôn đem đến cho ta cảm giác kỳ diệu và tò mò về thế giới siêu nhiên. Còn câu chuyện nào về các thầy bùa nữa không? Có vụ giải trừ bùa ngải nào bạn từng được chứng kiến ngoài đời? Hãy để lại chia sẻ dưới phần bình luận để chúng mình cùng biết nữa nhé. Còn nếu bạn muốn nghe thêm những câu chuyện rùng rợn khác nữa, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để trở thành người xem sớm nhất khi bọn mình ra video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.